Hôm nay hướng dẫn mọi người cái sử dụng cái bột khoáng chibi powder. Thì cái bột khoáng chibi powder ấy, đây là một cái lọ mới nguyên này, vừa mới bóc xong này. Đây, trong này có một cái thìa này. Đó. Cái câu hỏi đầu tiên mà mọi người thường hỏi là cái chibi powder này tác dụng của nó là gì? Thì bột khoáng chibi powder này tác dụng của nó là bổ sung dinh dưỡng, giúp cái hệ tiêu hóa của con chó nó tốt hơn, cung cấp vitamin, cung cấp đạm, cung cấp các vitamin nhóm B, khoáng vi lượng, axit đạm dễ tiêu ấy. Cho nên là khi mà ăn ấy là lông con chó nó sẽ rất là bóng, đường ruột của nó khỏe, con chó nó ăn khỏe lên và lông nó bóng. Ok, cái câu hỏi thứ hai là những cái con chó ở cái tuổi nào thì ăn được? Thì tất cả các cái con chó ở mọi lứa tuổi đều ăn được, từ con chó tập ăn cho đến con chó mang bầu, con chó nuôi con đến con chó già, tất cả các lứa tuổi đều ăn được. Chỉ có một cái điều lưu ý là ở trong cái giai đoạn con chó nó mang bầu, nếu mà cái chế độ ăn của mọi người mà tốt thì cái lượng ăn của mọi người sẽ ít hơn bình thường một chút. Bởi vì nếu mà cho ăn nhiều quá thì có thể là cái thai nó bị to, về sau con chó nó khó đẻ. Đó, cái cách sử dụng là tất cả các cái trường hợp, tất cả các con chó đều ăn được, tất cả các giống chó đều ăn được, và cả mèo nữa. Mèo mà ăn được thì lông nó cũng sẽ có cái độ bông và nó dài, lông nó mọc dài hơn, màu sặc sỡ hơn và nó có độ bông mượt. Về liều lượng, cách dùng và liều lượng của cái chibi powder này, thì về cách dùng của chibi powder này là cái này nó là ở dạng bột. Đó, nó là ở dạng bột như thế này. Chibi powder nó ở dạng bột như thế này. Và cái bột này ấy, là chúng ta sẽ đảo trực tiếp vào đồ ăn. Cho con chó ăn thì chúng ta đảo trực tiếp vào đồ ăn. Nếu mà các bạn cho chó ăn hạt ấy, thì các bạn cho một ít nước vào để cho nó có cái độ ướt cái hạt. Và mọi người đảo cái này vào là xong. Còn cái liều lượng của nó ấy, thì như thế này là tính là một thìa. Đó. Nếu mà nói nửa thìa thì như thế này nó là nửa thìa. Thì cái liều dùng của nó là gì? Là một ngày cho một con chó. Cái liều dùng của nó thì nó có ở trên cái vỏ hộp mà nó có rồi. Nhưng mà mình cứ nói là giả sử như là với những cái con chó nhà mình này, cái chế độ ăn những con chó nhà mình này là thực tế này, là tất cả chúng nó là cái liều dùng của chúng nó là được một thìa một ngày, một thìa trên một ngày, hoặc là hơi vơi một thìa trên một ngày. Với các bạn mà với các con chó nhỏ ấy, thì giả sử như là giống poodle chẳng hạn, những cái giống chó nhiều lông mà nó nhỏ thì cái liều dùng của các bạn sẽ là nửa thìa cho một con một ngày, nửa thìa đến một thìa nhé. Nó nhỏ thế thôi nhưng mà nó là các con chó nhiều lông, thành ra là cái lượng ăn của nó cũng là nhiều. Cái giống chó nào mà lông nó càng dày thì nó càng cần ăn nhiều hơn để cái bộ lông nó đẹp. Đó, còn giả sử như rốt này thì mọi người sẽ nhìn thấy là các con chó của mình lông nó rất là bóng. Như Pila này là bây giờ Pila 10 tuổi. 10 tuổi lông nó vẫn bóng, nó bóng hơn rất nhiều so với các con chó mà mọi người nhìn thấy hoặc là mọi người đang nuôi. Dù nó con chó của mọi người nó là con chó thanh niên, đây nó là con chó già. Là bởi vì đấy, cái liều dùng là nó được bổ sung cái chibi này. Thì một cái hộp chibi này với cái lượng dùng một thìa một ngày thì một cái hộp này nó sẽ một con chó nó sẽ dùng được khoảng một tháng hơn. Đó, cứ tính là một tháng đi. Một tháng cho một cái hộp này. Hơn một tháng một chút. Cái bột khoáng chibi này ngoài cái việc thường dùng, cái nhu cầu thường dùng là gì? Là dùng để cho con chó nó khỏe, bổ sung dinh dưỡng cho lông nó bóng mượt này kia, tiêu hóa nó khỏe, nó ăn khỏe hơn. Thì nó còn có một cái tác dụng mà nhiều người cũng quan tâm đến là với những các con chó đực để cho nó có cơ bắp. Thì với trong cái trường hợp mà mọi người muốn các con chó đực nó cơ bắp thì mọi người dùng cái chibi này theo cái liều gấp đôi bình thường. Với một cái con chó to 40 cân, 50 cân như thế này thì để mà con chó nó tăng cơ bắp có thể mọi người phải dùng đến 3 thìa một ngày. Và kết hợp với con chó nó được vận động thì mọi người sẽ nhìn thấy con nổi cơ chỉ sau khoảng 2 tuần dùng thôi. Còn muốn nó cơ bắp cuồn cuộn thì nó phải là một cái quá trình. Có thể là mọi người sẽ phải cho nó tập luyện và cho nó ăn như thế 1 tháng, 2 tháng. Nhưng mà để mọi người thấy nó nổi cơ lên thì chỉ sau khoảng 2 tuần thôi. Cái liều tối đa mà cho cái chibi này là bao nhiêu thì cái chibi powder này không có liều tối đa.
muốn cho ăn bao nhiêu thì ăn. Nhưng bình thường mà nói thì một thìa nó có thể giải quyết, với cái nhu cầu bình thường thì một thìa này nó giải quyết cho khoảng 30 cân chó. Tức là một con chó 30 cân, đến một con chó 40 cân, đến một con chó 50 cân thì một thìa vẫn ok. Theo cái liều ăn, theo cái mức ăn bình thường là một thìa một ngày ấy, thì một cái hộp này nó cũng được khoảng một tháng. Cái cách dùng thì cứ đảo vào trong đồ ăn thôi, nhưng mà mọi người lưu ý ở cái cách dùng, nếu mà con chó của mọi người mà mới dùng ấy thì có thể có những con nó không thích ăn ngay cái mùi này đâu. Thì chúng ta ban đầu ở cái bữa đầu tiên, bữa thứ hai, chúng ta có thể cho nó ăn một ít thôi, vẩy một ít vào để cho nó quen mùi. Bữa đầu, bữa thứ hai và đến bữa thứ ba, khi nó quen mùi, nó ăn ngon lành thì chúng ta sẽ cho ăn theo cái liều bình thường đủ của con chó. Còn đa số là các con chó nó sẽ thích ăn từ lần đầu tiên luôn. Là cái chibi này nó rất là dễ dùng. Và khuyên dùng nếu mà các bạn mà muốn các con chó nó khỏe, phòng bệnh hơn là chữa bệnh ấy, thì nên dùng hàng ngày cho mọi con chó mà chúng ta nuôi. Con chó nó khỏe thì nó sẽ đỡ được rất nhiều cái bệnh tật này kia. Chưa nói là con chó nó sẽ đẹp nữa. Cái nữa là mua cái chibi powder này ở đâu và cái giá của nó như thế nào. Thì cái chibi powder này, cái giá bán của nó là cái giá bán công ty, giá bán của hãng là 300.000 cho một cái hộp 400g này. Chưa bao gồm cái tiền phí ship vận chuyển. Thì cái chibi powder này mọi người có thể mua ở các cái pet shop, các cái cửa hàng bán đồ cho chó mèo. Trong trường hợp các bạn ở những cái khu vực mà không có pet shop thì các bạn không có những cái chỗ bán đồ cho mèo thì mọi người cũng có thể liên hệ với trại mình. Trại mình có dùng và cũng có bán luôn. Thì cái chibi powder này giá của nó là bán theo giá của hãng sản xuất là 300.000 trên một hộp, cộng với tiền phí ship. Nếu mua từ 2 hộp trở lên thì sẽ miễn phí ship. Và mọi người mà muốn mua cái sản phẩm này qua cái trại chó của mình ấy thì liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo 0981115000 từ Hà Nội, ship toàn quốc cho mọi người được. Nhưng mọi người nên ưu tiên mọi người sẽ mua ở các cái pet shop, các cái chỗ bán đồ cho mèo gần nhà. Bởi vì như thế, một là muốn mua thì có ngay, hai nữa là nó đỡ được cái tiền phí ship trong trường hợp mọi người mua một hộp. Cái video sau ấy thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách sử dụng của con Chi Nano này. Và tiếp video sau nữa là sẽ hướng dẫn chi tiết về cái liver detox, là cái thải độc gan, là những cái mà cần dùng trong cái quá trình nuôi chó. Muốn con chó nó tốt thì cần dùng cái chibi powder này, là nó dùng cho mọi cái lứa tuổi của chó và nó dùng thường xuyên hàng ngày, cho nên là hướng dẫn về nó đầu tiên đó. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho mọi người. Video mà hữu ích thì mọi người cho xin một like và một chia sẻ cho kênh nhá. Thank you mọi người. Pina xích về đây. Siro ăn không? Đây đây. Rồi, bây giờ đến giai đoạn chén. Sau giờ làm việc. Này. Mì này. Vẫn quay chứ hả? Để anh phải xin miếng đã. Từ nãy giờ anh nói anh có được ăn đâu. Này. Mì ống ngào ống nghẹo như con dở hơi. Rồi, anh làm miếng. Dưa hôm nay không được ngọt lắm.
Đây gọi là kỷ luật. Đây gọi là kỷ luật. Đưa về phía con nào thì con đấy sẽ được ăn, chứ còn không tất cả sẽ đều chỉ nhìn thôi. Dù là có thể thèm chảy dãi, đó, nhìn thấy pila chảy vừa chảy dãi rồi đó. Ngoan lắm, ngoan, cho Messi ăn trước, ưu tiên. Siro bé. Pila. Mì. Mì. Này. Sao lại mì lại dở hơi vậy nhỉ? Này. Mì ăn chán rồi. Đó. Dù là miếng to hay miếng bé, cứ có miếng là ngon.